Theo thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Môn, Bộ đội biên phòng Quảng Ninh, đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển gà giống với số lượng lớn qua biên giới. Cụ thể lúc 4 giờ 20 phút ngày 25 tháng 9, tại khu vực M13191, cộng 600m, tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Môn, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt giữ đối tượng Lạc A Lường, sinh năm 2000, trú tại thôn Phạt Chè, xã Hoành Môn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi vận chuyển hơn 6.000 con gà giống không rõ nguồn gốc từ biên giới vào nội địa. Qua điều tra xác minh ban đầu, đối tượng Lạc A Lường khai nhận đã mua số gà giống trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam bán kiếm lời. Hiện cơ quan điều tra xác minh xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.